Vào giai đoạn cuối năm, nhu cầu kiểm định phương tiện được dự báo là sẽ tăng cao. Nguy cơ quá tải có thể xảy ra gây ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm. Và để hạn chế tình trạng này thì trong sáng nay, dù là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, song nhiều trung tâm đăng kiểm vẫn mở cửa làm việc phục vụ cho nhu cầu của người dân. Tại các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, người dân vẫn tấp nập đưa xe tới kiểm định. Phía trong, các đăng kiểm viên và dây chuyền kiểm định vẫn hoạt động hết công suất. Giám đốc trung tâm đăng kiểm 2908D cho biết, trong sáng nay, 3 dây chuyền kiểm định ở đơn vị vẫn hoạt động, khoảng 80 xe được kiểm định. Đến 10 giờ 30 sáng vẫn có xe được đưa tới đăng kiểm. Trung tâm dự kiến sẽ làm tới 12 giờ trưa để phục vụ người dân. Tại trung tâm đăng kiểm 290V3, trong sáng nay dự kiến cũng có khoảng 80 xe được kiểm định. Trong đó, rất nhiều chủ phương tiện có xe sản xuất năm 2016 được đưa xe đến để kiểm định. Cũng như hai trung tâm trên thì sáng nay, trung tâm đăng kiểm 2903S vẫn làm việc, kiểm định được khoảng 30 xe cho khách hàng. Theo các trung tâm đăng kiểm thì sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch trong ngày thứ 3, tức là mùng 2 tháng 1 năm 2024, các trung tâm đăng kiểm sẽ đón lượng xe lớn có nhu cầu kiểm định tới làm thủ tục và sẽ đưa xe vào đăng kiểm. Và để tránh phải chờ đợi lâu khi đưa xe đi đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng nếu có của phương tiện trước khi đi đăng kiểm.